nó hoài đây. Nó tao nói mày nổ á, mày làm tao. Thôi thôi thôi. Trời ơi. Nó mày nổ á. Nó ghê liệu. Nổ quá vậy nổ. Ồ nói chuyện này sốc nha, chí có chuyện. Nhân cắp con tay rồi cười te tét. Rồi đưa cái giò vô coi, đưa cái giò vô coi. Dảnh dảnh giò rồi coi vậy đó hả? Chơi trò gì ngộ vậy? Chơi trò gì dảnh dảnh giò rồi coi vậy? Ông bà cô bác ơi, con coi chơi trò gì lạ quá nè. Ông bà cô bác ơi. Chào ông bà cô bác ơi coi. Giống nhân. Đó cái này. Cái giò về thằng lon chạy cờ cờ rồi đó chứ bộ. Đó. Chạy coi coi. Cắt con giò xong rồi coi cái giò hoài vậy đó hả? Hả? Coi giò dữ hả? Trời ơi, đưa hai giò thấy coi hoài vậy. Coi gì nhân? Quay lại coi. Quay mặt lại coi. Nhân ơi. Nhân ơi, Nhân à. Chơi trò gì vậy? Đó, bắt đầu cái coi ở nhà có pin không liệu? Nên thay cái pin này cho nó coi. Pin này nó yếu rồi nè. Không có pin. Hả? Chúng ta đâu có pin đâu. Để coi ẩm nó ra đi, anh tháo anh coi cái xe này coi nó xài pin gì. Ẩm ra đi. Ẩm nó ra chơi cho nó nghe. Chơi mày nha. Tập đi với nó đi. Thì dính hai nách nó. Để xuống. Tập đi. Ờ tập đi. Dính hai nách. Đứng dậy, cho đứng dậy. Cho đứng dậy. Cho đứng dậy tập đi, bước bước tới cái gầy bỏ chuồng vô cho đi được rồi đó. Cái gầy bỏ chuồng vô cho đứng lần được rồi đó. Ờ đó, tập vậy đó. Cái tập bước tới, dẫn cho bước tới. Dẫn cho bước tới. Bước tới coi. Bước tới kìa, mẹ tập đi nè, bước tới. 1 2 1 2 1 2 tập đi. Tập đi nè. Tháo xe này ra coi nó xài bên gì. Nhìn cũ rồi tháo làm sao. Sao bên đây cái chỗ tháo bên đây nó bị nhé vậy. Một quần luôn rồi đó. Đây, đây. Nghe bẹt 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 luôn rồi, dạy ra coi coi. Phải không? Ừ. Ôi. Hết biết luôn rồi. Nghiên cứu cái xe của chồng nhân. Sao có làm gì đi sạp? Có làm gì đâu. Cái xe này tháo ra sạp. Sạp nhà có giúp ba ke không cho anh mượn sạp? Giúp nào? Giúp ba ke á, hiểu không? Hiểu giúp ba ke không? Biết giúp ba ke không? Tôi tháo ra làm sao đi. Tháo ra làm sao, xài pin hết pin này. Còn biết, biết có xài cái pin gì mình mới mua pin xuống được. Có ai hoặc ai đi chợ gửi tao mua. Lắp làm sao mình chịch bên làm sao. Ô nó sức tùm lum rồi. Sức cái bên đây ra nó hở lên này. Nhà có giúp ba ke không? Cái này có ai tháo ra rồi hay gì tơi? Có ai tháo ra rồi hay gì vậy? Nè, có ai tháo rồi gì hở ra luôn nè. Cái này là tháo cái này. Còn cái này là biết sao không? Biết, biết sao sạp. Dặn mấy con. Không phải, dặn cái đó là tháo cái càng này nè. Còn cái này là giờ ai tháo ra rồi, cái sức cũng lung hết rồi nè. Được không? Tháo ra. Sức luôn cái này ra rồi. Sức luôn cái này tháo ra rồi biết. Sức luôn cái này ra rồi, mà quan trọng là cái bên đây là tháo sao nè. Mở cỏ không? À, bởi vì cái bên đây nó cũng có cái vậy nè, nó rớt đâu tiêu rồi nè. Giận nó cái hao máy nhỏ tháo mất tiêu rồi. Bể luôn mất tiêu rồi. Cái tài nguyên đó. Sao mà nghe nói là sao cái gầy nó bị cái búa. Cái gầy sao cái gầy bị cái búa. Tại trò rồi ra. Tại vì anh nghe mẹ em nói là hủ chờ em không lên nó mới đi. Rồi sao chờ ta chờ mà không lên. Đi kinh tệ chơi thôi. Hả? Sáng qua đi kinh tệ à. Mọi người sao không lo đi làm mà đi chơi. Đi chơi là đi gì? Chơi kinh tệ chơi. Nhậu hả? Nhậu. Sao mà không đi làm? Không đi làm. Ngủ rồi chắc thôi. Mà không kiếm gì chỗ khác mà. Sao không cho? Tao nói tao chờ em mà. Hai người không có nói chuyện trực tiếp nhau hả? Không. Nói chuyện trực tiếp nhau cho rõ ràng chứ sao không nói chuyện trực tiếp. Đấy, người thì chờ, người thì không biết, đi nhậu rồi bắt đầu người thì chờ không được. Kim Tiểu. Kim Tiểu 2A. Và A thì A. Mình thấy làm mới được sạp ơi. Em siêng làm lắm rồi sao nay kỳ vậy? Hả?
Có nghĩa là anh nghe mẹ em nói là Hủ nó chờ em lên, rồi chờ em hoài em không lên tao mới đi. Đi rồi. Ừ, còn em thì em nói Hủ không cho giác là sao? Ai thông tin nào nói là Hủ không cho giác? Em nghe từ đâu? Nghe từ đâu có thông tin đó? Rồi là uống cà phê nó cho giác thôi. Ai nói? Hủ không nó uống cà phê dưới nó dặn nó không cho giác. Dạ. Có nghĩa là sập nhỏ hoài rồi người ta bị khó khăn công việc ta hay sao? Đợi hoài á. Đợi hả? Ừ. Nó chứ phải không cho em giác đâu. Nghiên cứu lại coi. Người ta nấu vậy thì với chị nhỏ thì mà nói với chị hai hả? Ừ. À, lẻo rồi lẻo. Rảnh á. Rảnh lấy cái xà bông rửa xe này nè. Lấy đồ lau, nhúng nước lau mấy cái kẹt này cho sạch cái xe nha. Để thôi mấy chỗ này trong nhân nó tiếp xúc cái tay vô lấy xà bông á. Lấy xà bông đây nè để thao sẵn ngay cho lau. Lau cái này nè, rửa sạch cái này. Lau trong mấy cái kẹt này ha. Đừng có để nước lọt vô nha. Đồ điện tử nha, lọt vô hư nha. Lấy cái khăn á. Bây giờ khỏi phần xà bông luôn, tại xà bông em không biết thì nó hư. Lấy xà bông nhúng nước, ổ bậy lấy cái khăn nhúng nước rồi dắt khô. Dắt cho khô rồi mới lau. Rồi. Ừ. Chứ rồi. Không, em không biết con lấy xà bông em xài nó hư. Phải biết cái người biết thì rửa rồi. Rửa đi rồi gắn này vô nha. Để ngoài rồi nè. Vô chúng là 28 rồi, chị nhỏ nó. Có cái đồ lau không đưa, có cái khăn gì không lau đỡ chứ cái. Có khăn giấy, khăn ướt gì không? Chứ cái khăn đó của trong nhân mà sao mà làm gì được. Lấy thằng ướt ở đây lau cho. Tôi không biết không lau hư nữa. Ta mạch điện tử không. Rồi nó mà một quần luôn phải không? Miếng hả? Sao nghe nó làm cái bẹt dữ lắm mà. Vậy sao tủ lạnh gì mà chạy cứ mua cái tủ lạnh gì mà hư hoài vậy chị em? Khát nước quá trời khát nước luôn, không có nước uống luôn vậy. Có khăn giấy gì không cô? Nước hả? Ờ cô. Cái này chắc nhậu bia mới có nè. Nhỏ má mà bà lên trả bia đó. Ai? Để má em đi chú Diễm không? Thêm phuốn mà. Em chú Diễm đi quay sao quá. Nghe Trâm ơi. Rồi hổng em nói ai kêu em đi làm hồ làm gì đó sợp. Sợ quá. Không đi dắt lúa thì đi làm hồ. Kiếm gì mà giờ kiếm đi. Kiếm đi lãnh làm hồ ấy. Có chỗ chưa? Dạ. Có rồi, mai chịu rồi chạy vô trống rồi. Trong đâu? Trong kia kìa. Cái bằng cái vẻ đó, 100.000 bằng hoài. Cái gì bằng 100.000? Bằng hồ nữa. Bằng hồ gì 100.000? Hả? Nó rồi. Bằng hồ ngày 300 mấy á, nội cơm nhà nội. Nó hả? Bằng hồ dạng 100.000 à. Gì nay kêu anh bằng tới ông nội chứ hả? Nội ông nội quậy. Nội ông quậy ông nội, ông nội đòi tiền. Lên trước ông nội nha. 300 mấy ông nội ơi. Mẹ bằng bằng vàng có 100.000 à. Bằng cái vay ăn kia bằng hoài. Phải ông nội ơi không? Bây giờ xin hô rồi, xin hô ông nội ơi kỳ ta. Cái tiền mà nhà cái tiền đi tăng 2 tăng 3 nữa. Giờ ông gì? Ông nội mấy kia ông gùi không, dò dẻ ông bầu gì cũng được. Ông nội gì lớn quá vậy? Ông nội ăn tăng 2 tăng 3 thì chắc uống không giác. Cái này gỡ anh được. Này phải lao thường trong cho nghe lẻo. Để vô quá trọng nhân nó cầm vô rồi nó ngậm cái tay vô. Nghe nhạc ba là khổ kia chưa đi giác lúa đi giác đi. Đi tè chơi. Ờ đi giác lúa không đi đi tè chơi cho mất việc. Bây giờ là công việc khó khăn lắm chứ phải như xưa đâu. Thế giác nó nước hết mùi lúa nó hết tiền nữa vậy. Ờ mấy giờ mời ra đồng nào cũng hết đồng nấy cũng như không nè. Bây giờ nói em đi mần thật sự bây giờ em đi mần đang cho em bớt nhậu thôi chứ thật sự em đi mần anh cũng không có hy vọng gì. Nhậu mần xong nhiêu hết nhiêu cũng chả có hy vọng được gì. Không được gì hết. Mần rồi cũng sạch rồi. Hết tiền, hết bồ nào hết bồ nấy. Ôi cực khổ biết nhiều đó mà nhiêu hết nhiêu nản thì chứ. Bôi dạy hai mấy triệu ạ mà. Cái gì? Bôi chân dạy mấy triệu mà. Cái gì? Bôi chân dạy mấy triệu ạ. Bôi chân dạy mấy triệu hả? Ừ. Lưới sập.
chưa mạnh dưới sọt có không? Không. Sau đó. Em nói em hen là dướng vô mà tủ sắt tài khí ha, dướng vô tới đâu tường không phương nào sống nổi. Còn nghe luôn. Banh. Không, ai mà chịu nổi? Nổ. Tứ đô tường là trời cứu. Tứ đô tường là trời cứu. À, ta chạy 500 anh gánh, ta chạy 500 không à. Nổ rồi, nổ. Không nghe nào. Nói hoài đi. Ta nói mày nổ à, mày tao. Thôi. Thôi. Mày nổ á. Cái ghê nè nào. Nổ quá vậy nổ. Ôi nói chuyện này sốc nha, chí có chuyện. Nổ, anh xác à. Không có nói cái kiểu đó nghe không? Không có nói, mình tôi nói vậy mà làm gì tao nghe không? Nổ quá, không có nói được, nói kiểu đó mình xỉn sai vô rồi mất công có chuyện đó. Nổ quá, hết tiền quá nhà. Thì nổ thì nói nổ bình thường thôi. Đừng nói kiểu đó. Nổ nó hết tiền ở nhà đi không? Ừ, đừng có nói kiểu mà. Anh nghe thằng ba nói gì? Nói kiểu đó rồi xỉn sai rồi có chuyện thì nói sao có chuyện. Thì dám hứa đi, có tiền xài. Xin ai cho hoài. Mai đi nặng ra. Ô rồi con sọc. Cô túi, trái túi không còn nhẹ. Hey, kính chào mọi người.